Có một số nói rằng đi tập gym sẽ mất phước. Con chưa rõ thực hư ra sao, mong sư giải đáp cho con. Quý vị mất phước ở chỗ nào? Nói như thế này, nếu như chúng ta hành động một điều gì vì mãnh lực của tham ái, sân hận và tà kiến thì chúng ta sẽ tạo nên nghiệp bất thiện. Còn nếu như chúng ta làm bất kỳ điều gì bằng cái sự thúc đẩy bởi sự vô tham, vô sân và chánh kiến thì chúng ta sẽ tạo điều phước thiện. Cho nên là chúng ta hãy hỏi là mình làm như thế bằng cái tâm gì. Cho nên sư mới nói trong bài giảng ngày hôm qua, đa phần chúng ta sống ở thế gian bằng thích và ghét, đó chính là tham và sân. Cho nên hầu hết chúng ta sau khi chết rồi thì sẽ phải đọa địa ngục. Chính vì như vậy, chúng ta hãy giữ gìn chánh niệm, sống một đời sống biết bố thí chia sẻ, biết giữ giới, biết hành thiền, giữ gìn chánh niệm. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên nhiều điều công đức. Còn thế gian thì nếu mà nói kiểu quý vị thì không chỉ tập gym mà còn chạy xe đạp, tập bơi, rồi đá banh, rồi tất cả nói chung thì chỉ cần nó xuất phát từ tâm tham ái, hoặc là sự sân hận, hoặc là tà kiến thì nó đều đưa đến sự đau khổ. Nên nói vui là đôi khi có Phật tử đến hỏi, nói với mấy sư, con thấy mấy sư sống khổ quá, ăn không được ăn như ý, ở không được ở như ý, sống không được sống như ý. Đó, nhiều khi muốn đi ra quán cà phê cũng không có dám đi. Tụi con thì cuối tuần tụi con đi nhậu, mấy sư không có đi nhậu được. Tụi con buồn, tụi con còn có bạn, còn có ví dụ như đi massage tí đỉnh, rồi kiếm rồi vợ chồng hữu hỷ với nhau. Mấy sư không được mấy chuyện đó, con thấy mấy sư khổ quá. Mà mấy sư thì ngược lại, mấy sư thấy quý vị khổ quá. Đó, giới thì giữ không được, đó, tu thì cũng không lo tu, suốt ngày chỉ lo cà phê, quán nhậu. Rồi cuối tuần thì giỏi lắm thì cũng vợ chồng hữu hỷ với nhau, cũng là tạo nghiệp thôi. Sống toàn trong tham với sân cũng tạo nghiệp, cũng đi xuống. Không có được một đời sống có chánh hạnh, có chánh kiến, có chánh niệm thì sư thấy quý vị cũng khổ quá. Cho nên rốt cuộc ai là khổ? Tự quý vị suy tư.